Nhưng anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Thế giới trong tầm tay ngày hôm nay, khi mà anh Thắng đang dẫn dắt anh cũng như là khán giả đi tới thành phố Istanbul của Turkey. Và nãy là Thắng có hứa hẹn là trong phần 2 này sẽ kể tiếp về những cái điểm đến của Istanbul, thì tiếp theo là gì anh Thắng? Như trong phần 1 chúng ta nói thế nào, chúng ta phải đề cập đến một cái ngôi đền thờ rất là nổi tiếng tại cái thành phố Istanbul, đó là cái Blue Mosque. Blue Mosque thì đây là một cái đền thờ như nhất anh để ý, Hồi giáo lúc nào họ cũng có những cái đền thờ, mà đền thờ gọi là hình kiến trúc được theo cái mái vòm, đúng dạ, không? Vòng tròn. Và đồng thời bên cạnh cái bên đền thờ lúc nào có một cái minaret, tức là một cái tháp nhọn cao hẳn lên đó, thì người ta gọi là cái là minaret. Và đặc biệt là trong cái Blue Mosque nó có tới 6 cái minaret nó được dựng lên, 4 cái ở ngay 4 góc của cái ngay đền thờ và 2 cái ở phía ngoài một chút xíu. Nhưng mà nó cái kiến trúc như vậy nó tạo cho người ta nhìn thấy được cái đẹp đẽ của nó. Nó khác hẳn với những cái đền thờ Hồi giáo khác. Thường đền thờ Hồi giáo chúng ta nhìn bình thường chỉ có 4 cái minaret thôi, nhưng ở đây 6 cái. Và dĩ nhiên người ta nói cái đền thờ này nó được xây dựng từ thế kỷ thứ 17. Và khi mà xây dựng thì cái vị gọi là Sultan mà muốn xây dựng cái đó thì ông có một cái tham vọng lớn lắm. Cái tham vọng thứ nhất là ông muốn xây một cái đền thờ lớn để chứng tỏ cái power của ông ấy, cái quyền lực của cái một vị Sultan. Tại vì ông lúc đó đã gọi là lấy được các vùng đất xung quanh và tạo ra thành một cái đế quốc gọi là Ottoman. Và đặc biệt là trong cái đền thờ này đó, thì thay vì người ta chỉ có xây có 4 cái minaret bình thường giống như nhiều cái đền thờ khác, ông cho xây 6 cái. Nhưng mà dĩ nhiên đặc biệt hơn những chỗ khác hay sao? Đặc biệt hơn cái chỗ khác và chứng tỏ cái sự power của mình, chứng tỏ cái quyền lực của mình và chứng tỏ cái gọi là cái khác biệt của mình nữa. Và dĩ nhiên cái đền thờ này đặc biệt là ông xây để ngày sau khi ông chết ông được chôn ở đó. Thì nó vẫn trở thành giống như là một cái lăng mộ. Nhưng mà trong cái lăng mộ nó trở thành một cái đền thờ. Nhưng mà một cái khác nữa là chúng ta thấy đi 6 cái minaret, dĩ nhiên nó không dám vượt qua cái ngôi thánh địa ở bên Mecca nữa. Cái nhà thờ Hồi giáo ở bên Mecca vẫn là cái điểm chính mà tất cả các tín đồ Hồi giáo khi mà cầu nguyện phải hướng về Mecca để mà cầu nguyện. Và cái qua cái hình ảnh của bên Mecca đó thì tôi nhìn cái ngôi đền thờ Hồi giáo bên tới 8 cái minaret, 8 cái tháp cao. Và dĩ nhiên thì đó là cái chính rồi. Nhưng mà cái Blue Mosque 6 cái thì cũng không phải là nhỏ nữa. Nhưng mà cái đặc biệt của nó là chúng ta đến với Blue Mosque, nếu qua cái hình ảnh chúng tôi gửi đến quý vị thấy đó, cái đền thờ này nó không hề có gì màu xanh cả. Nó không có blue chút nào hết. Nhất anh thấy nó đâu có blue đâu. Để cũng tính hỏi anh Thắng là cái tên nghe là blue thì nghĩa chắc là phải có thì màu nó xanh. Blue, thì blue là màu xanh thiệt. Nhưng mà cái đặc biệt là khi mà chúng ta nhìn cái bên ngoài của cái temple này, cái đền thờ này đó, thì chúng ta không thấy màu xanh. Nhưng mà nếu nhất anh vào trong bên trong của cái đền thờ thì đó là mới đặt ra vấn đề. Tại vì ở trong đó người ta dùng những cái tile là những cái ceramic mà để mà làm tường đó, vẽ những cái họa tranh ở trên những cái thì người ta dùng màu xanh rất là nhiều. Cái nền xanh của nó thì chính có lẽ tại vì cái nền xanh đó người ta gọi là Blue Mosque. Mà thực sự thì theo những cái câu chuyện ta kể lại thì cái nguyên thủy, cái người kiến trúc cái đền thờ Blue Mosque họ không có dự định làm màu blue. Nhưng mà không hiểu sao thì cái người mà design ra những cái tile họ chọn cái màu đó để đi vào. Và dĩ nhiên cái ông Sultan thì ông không có khởi đầu là không đúng cái ý ông ấy. Nhưng mà khi ông vào trong đó ông nhìn được có blue. Nó có cái nét đặc biệt và ông vẫn để nguyên như vậy. Thành ra đặt tên nó là Blue Mosque. Nhưng mà thêm một điểm nữa là chúng ta biết là Hồi giáo họ không có thờ hình tượng, không có thờ icon. Nhưng ngược lại thành ra tất cả cái tinh túy của cái đền thờ Hồi giáo trong đó là đối với tôi đó là những cái thư pháp, những cái viết chữ theo kiểu Ả Rập. Thành ra có những nhìn về trong đó chúng ta nhìn những cái chữ họ viết đó, theo cái chữ thí dụ như chữ Allah chẳng hạn. Mình không hiểu cái nét chữ nhưng mà nhìn cái cách viết của họ nó như là đồng bay phượng múa. Vậy ngày xưa thì mình cứ nghe nói đến cái chữ Hán, đúng không? Chữ nho đó là nghe nói là chữ rồng bay mượt phượng múa, thì đồng ý là cũng có người viết rất là đẹp, nhưng mà bù lại nếu mà so sánh có gọi là rồng bay phượng múa thì tôi phải chọn những cái cách viết của thư pháp của người Ả Rập, họ viết rất là đẹp và rất là gọi là bay bướm. Thì đó là một trong những cái điểm mà chúng ta đến với cái Blue Mosque chúng ta có thể thưởng ngoạn được những cái điểm đó. Và dĩ nhiên thì
diễn chương trình thì chúng ta có khoảng 15 phút, thành ra không có nói được nhiều. Nhưng mà đến với Istanbul chúng ta còn phải đi thăm những cái điểm khác nữa, chẳng hạn như Galata Tower. Đó là một cái tower cũ của thế kỷ thứ 14. Nó nằm trên cái đỉnh đồi cao mà ngắm toàn thể cái Istanbul ở dưới chân đó, và nhìn cả cái Bosphorus eo biển. Thành ra nó có nét đặc biệt riêng của nó. Và đồng thời chúng ta phải đến thăm một cái khu vực gọi là nhộn nhịp suốt từ bao thế kỷ này, cái đó gọi là Grand Bazaar. Là đó cái là trong đó cái khu chợ. Khu chợ của nó có khoảng 3.000 shop thôi. Thành ra nhất anh khoảng có thể 3.000 shop có khoảng 3.000 shop thôi. Thành ra chúng ta tha hồ. Rồi nhưng mà cái vấn đề chính chúng ta đến đó để nhìn một cái sinh hoạt về cái market của họ ngày xưa. Nhưng mà đồng thời nếu quý vị không có thời gian nhiều, chúng thế ra cũng quý vị phải ghé qua cái gọi là Taksim Square. Taksim Square là một cái quảng trường hiện đại. Và nó được được promote rất là nhiều shopping, rất là nhiều quán ăn và đồng thời có những cái entertainment dành cho du khách. Ở đó chúng ta có thể ăn ice cream. Ice cream của Turkey cũng là một cái điểm lạ. Chúng ta đến thử, chúng ta nhìn cái cách nó mà dài họ dài muốn. Phải không? Đúng rồi. Người ta muốn qua muốn lại đến người ta muốn lại. Tức là đại khái người đã bán cho Nhất Anh nhưng mà Nhất Anh muốn cầm cái kem nó cũng mất một chút thì giờ nó không có dễ. Cái đó là một cái entertainment, cái có nghĩa là một cái niềm vui trong cái chuyến đi thì đối với Turkey. Còn ngoài ra thì dancing, belly dance cũng là một trong những cái điểm của bên Turkey. Và đồng thời nó có một cái lối gọi là lối nhảy vòng tròn của những người tu sĩ đạo Hồi. Và khi chúng ta nhìn ở đó có lẽ chúng ta đối với du khách đó, có nhiều cái du khách không nhìn được, không thích thú đó, mình vào là mình nhìn cái cách họ múa là mình buồn ngủ thôi. Thuốc an thần mà rất là tốt. Thế tuy nhiên nếu người nào mà hiểu được qua cái cách của họ làm như vậy, họ giống như là một cách hình thức thiền của bên Phật giáo đó. Thì thiền thì ngồi yên chỗ, còn cái này họ thiền nhưng mà họ vẫn movement cái body của họ chạy xung quanh mà quay tròn. Và đó cũng là một cái tính cách triết lý về cái tôn giáo của đạo Hồi. Thành thử chúng ta đến với Istanbul chúng ta cũng học được một số văn hóa, tôn giáo và dĩ nhiên lịch sử. Thực sự là hy vọng là sẽ có dịp và những anh hay là khán giả khi mà xem chương trình này sẽ có dịp được tới Istanbul một lần để được cảm nhận những cái gì mà anh Thắng vừa mới kể cho những anh cũng như là khán giả nghe trong ngày hôm nay. Nếu chúng ta có cơ hội Nhất Anh cũng nên đến lắm, tại vì Turkey có nhiều điểm để chúng ta đáng thưởng ngoạn. Nhưng cảm ơn anh Thắng rất là nhiều và như anh sẽ hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Nhất Anh và anh Trần Nguyên Thắng. Nhất Anh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Hôm nay thì anh Thắng sẽ dẫn Nhất Anh và khán giả đi đâu đây anh Thắng? Tôi cũng vừa mới đi một chuyến để ở bên Turkey về. Có lẽ Turkey cũng là một đất nước chúng ta có nhiều cái câu chuyện để nói. Thì có lẽ hôm nay mình nói chuyện về một cái thành phố rất là nổi tiếng trên thế giới mà đồng thời nó cũng là một trong những thành phố rất là quan trọng đối với cái đất nước Turkey. Đó là Istanbul. Thì thường thì mà khi mà đi Turkey là thuộc ở Âu Châu đúng không anh Thắng? Và thường thì khi mà du khách đến Âu Châu thì thường hay đi những cái nước khác mà ít để ý tới Turkey. Nhưng mà khi mà hôm nay anh Thắng nói là mình đi Turkey thì nhanh nghĩ là sẽ có rất là nhiều thứ thú vị để tìm hiểu về nước này. Thực sự Turkey nó, nếu nói đất nước này là Âu Châu thì nó cũng không hẳn. Nhưng mà tại vì trong cái địa lý thì người ta gọi Turkey là một cái đất nước miền gọi là Asia Minor, có nghĩa là Tiểu Á. Mà nói đến Tiểu Á có nghĩa là phần lớn của nó nằm về bên Á Châu. Thành thử nếu mà nói về cái địa lý thì coi như 5% của đất nước Turkey nó chỉ nằm thuộc về cái lục địa Âu Châu thôi. Còn 95% cái phần đất của nó thuộc về Á Châu. Nhưng mà khổ cái là 5% của nó đó thì nó lại có những thành phố rất là quan trọng. Thì trong đó có Istanbul. Istanbul là một cái thành phố nó có một cái eo biển đi ngang qua nó gọi là eo biển Bosphorus. Đây là một cái eo biển rất là quan trọng trong cái đất nước Turkey. Và Turkey thì mình hay gọi là Thổ Nhĩ Kỳ đó. Thì cái đất nước này chúng ta thấy cái eo biển, nhìn qua cái bản đồ nó, chúng ta thấy cái đi qua cái eo biển chúng ta mới thấy sự quan trọng của cái eo biển này, hết sức là quan trọng. Tại vì cái eo biển này nó là nối cái biển Hắc Hải, tức là phía đông của Turkey, với cái biển về phía đi ra phía Địa Trung Hải.
thì nó phải đi qua cái eo biển này, mà cái eo biển này nó chỉ có dài khoảng 30 cây số thôi, thành thử tàu bè từ đất nước Nga, Liên bang Nga hoặc là đất nước ở Ukraine mà muốn đi qua về Địa Trung Hải á, thì họ đi như vậy thì nó rất là gần, nếu cần đi ra Đại Tây Dương á thì nó rất là gần, còn nếu không họ phải đi từ Bắc Bắc Băng Dương và đi xuyên qua, thành ra rất là xa, và đó là lý do là một trong những cái yếu tố lúc nào làm cho cái vùng này đất lúc nào cũng là điểm nóng trên thế giới, tại vì nó sự tranh chấp về cái đường hàng hải. Tuy nhiên thì cái Istanbul nó là một cái vị trí như vậy, nhưng cái nó lại là một cái thành phố hết sức quan trọng cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ nhất là về kinh tế, thứ hai là về lịch sử, thứ ba là về ngân hàng tài chính, tất cả cái gọi là cái nền gọi là cái mốc của nó nằm trong cái thành phố Istanbul. Mà nói đến Istanbul thì cái đầu tiên người ta nghĩ ngay đến một cái tên cũ của nó, nhưng mà tôi có lẽ tôi thích cái tên cũ của nó hơn. Là tên gì vậy anh Thắng? Constantinople. Constantinople đó là tên của thành phố cũ, tức là cùng một cái thành phố đó nhưng mà ngày xưa thì người ta gọi đó. Về sau này thì người ta đổi tên dưới cái thời Ottoman thì người ta đổi tên thành Istanbul. Ngày xưa thì một vị hoàng đế La Mã đã đặt tên của ông cho thành phố này và tạo ra thành phố này gọi là thành phố Đông La Mã, hay là một thành phố gọi là Nova Roma, có nghĩa là một cái gọi là Tân La Mã. Thế tuy nhiên thì cái tên mà gọi là Tân La Mã thành thành phố La Mã mới đó ít được thông dụng bằng cái chữ Constantinople về sau này. Và cái thành phố trải dài với khoảng 2.000 năm lịch sử như vậy thì chắc chắn nó có nhiều điểm rất là văn hóa, nhiều điểm rất là gọi là tôn giáo nữa, và đồng thời là một cái lịch sử nó được đóng ở đó. Thành ra chúng ta đến đây chúng ta có thể thưởng ngoạn về thắng cảnh, nhưng đồng thời chúng ta có thể gọi là suy nghĩ về một số những cái điểm văn hóa lịch sử của nó. Có những cái giá trị lịch sử mà khi mà du khách tới nơi thì sẽ được tìm hiểu, đúng không ạ? Thứ nhất anh cứ hình dung là bây giờ cả một đế chế La Mã, một đế quốc La Mã, xong xuôi đổi qua đế quốc Latin, xong rồi đổi qua đế quốc Ottoman, mà nó trong vòng cả 2.000 năm như vậy, tức là nó có rất là nhiều điểm và nó phải hòa hợp với nhau để mà nó có cái sự tồn tại cho tới bây giờ. Và không phải là không những là chỉ có sự hòa hợp mà có những cái khác nhau mà khi mà du khách tới sẽ được tìm hiểu rất là nhiều. Đúng. Những tôi nói ví dụ như mà chúng ta có thể nói đến một cái ngôi nhà thờ trong cái thời La Mã, trong cái thời của Byzantine, khác nhau đúng không ạ? Đúng vậy. Nhưng mà cùng cái địa điểm đó, và cái nhà thờ này dĩ nhiên đã được cháy mấy lần rồi, bây giờ mới được xây lại, và nhà thờ đó gọi Hagia Sophia. Chúng ta là du khách, chúng ta đến với thành phố Istanbul thế nào chúng ta phải đi thăm đó. Bây giờ cái nhà thờ này và nó trở thành một cái đền thờ sau khi mà Thực Kỳ trở thành một trong những cái quốc gia Hồi giáo đó. Cái đặc biệt của nó là nó từ ngôi nhà thờ nó biến sang thành cái đền thờ, và đặc biệt là trong đó có nhiều cái hình ảnh của ngôi nhà thờ vẫn còn giữ nguyên trong đó. Đó là hình ảnh của Đức Mẹ với Chúa Giêsu chẳng hạn. Đó là những hình ảnh mà người ta vẫn còn nhìn thấy được trong cái nền cũ của nó, trong cái những bức tường và trong những cái gọi là cái painting, cái sơn, cái vẽ trên tranh, trên tường đó, và còn sót lại những điều đó, và nó trở thành một cái hình ảnh là cho chúng ta thấy rất là lạ. Tại vì Hồi giáo với Catholic, với Cơ Đốc giáo đó, nó có hình ảnh nó có chút trung đụng. Tại vì nói đến là Hồi giáo, tức là Hồi giáo đó là tôn giáo, họ không có thờ hình tượng. Họ cũng không có thờ icon, tức là không có thờ những cái họa tranh đó. Trong khi đó thì Orthodox, tức là chính thống giáo đó, thì họ thờ icon. Thành thử bây giờ hai tôn giáo nó gọi là nó take over nhau. Tại vì cái vấn đề chính trị nó take over nhau. Nhưng mà khi nó take over như vậy thì cái tôn giáo này nó vẫn chưa có gọi là xóa hết được cái cũ đi. Thành ra nó vẫn để lại một số những cái điểm đặc biệt mà du khách đến, chúng ta có thể nhìn được những cái hình ảnh của Đức Mẹ và Chúa Giêsu trên những bức tường của cái đền thờ. Và dĩ nhiên thì bây giờ thì cái Hagia Sophia đó nó trở thành là một coi như là một viện bảo tàng ngoài trời để cho du khách có thể thưởng ngoạn. Ngày xưa nó là nhà thờ, nó là đền thờ, còn bây giờ nó là viện bảo tàng ngoài trời cho du khách đến thưởng ngoạn. Có nghĩa là hồi xưa có những cái khác nhau mà khi mà ghép lại với nhau thì nó lại có những cái điểm giống nhau, nhưng mà nhờ những cái đó nó làm được cái khác biệt cho ở Istanbul. Tại vì cho đến thời buổi bây giờ chúng ta nghĩ xem là coi như những sự xung đột trên thế giới bây giờ xảy ra giữa Hồi giáo với Cơ Đốc giáo chẳng hạn, thì
nó xảy cho đến thế kỷ 21 này nó vẫn còn có những cái câu chuyện như vậy. Yeah. Thế tuy nhiên cái đó là những người mà cực đoan, còn chúng ta vào đây đấy, chúng ta đến với cái đó, chúng ta nhìn cái sự đó, chúng ta thấy hai cái tôn giáo nó vẫn có một sự hòa nhập lại. Và chính cái hòa nhập đấy đôi khi làm cho cái người du khách có một chút suy tư, thì có thể cảm nhận được cái sự khoan dung giữa hai tôn giáo nó phải nhập vào với nhau như vậy, thì nó cũng có cái lạ. Và trong một cái câu chuyện nữa là chúng ta sẽ phải nói đến một cái đền thờ rất là đặc biệt khi chúng ta đến Istanbul. Đó là cái Blue Mosque. Và bây giờ nha, anh sẽ để dành cho cái phần sau mà anh Thắng sẽ kể cho những anh nghe về cái đền thờ đó nha.